là tối 29 Tết Bính Thân 2016. Đây là lễ đón giao thừa vào lúc 10 giờ đêm. Đây là nhà thờ Bắc Hà ở quận 10, Sài Gòn. Theo truyền thống nhiều năm qua, mỗi lễ đón giao thừa, cha chủ tế làm phép lộc thánh để mỗi giáo dân hái lộc đầu xuân. Mỗi lộc thánh là một cuộn giấy nhỏ, trên đó được in một câu nào đó được chọn lọc từ kinh thánh để người ta có thể về suy ngẫm và thực hiện trong suốt năm. Anh chị em thân mến, người Việt Nam chúng ta bắt đầu hái lộc vào dịp đầu xuân sau khi đi đến chùa đền ngày Vinh Liên. Người ta hái lộc cành cây mang về đặt trước bàn thờ và để đó cho đến Tết đến. Lộc non tượng trưng cho ông trời giúp con người phát đạt thịnh vượng. Tập tục đó đã được hội nhập vào sinh hoạt đầu năm của người Công giáo chúng ta. Thay vì hái cành cây, chúng ta nhận một câu lời Chúa. Câu lời Chúa này sẽ trở thành phương châm sống đức tin cho chúng ta trong năm mới và suốt đời chúng ta nữa. Như vậy, hái lộc xuân đối với người Công giáo là hái lộc thánh.
chúng ta tin tưởng rằng con đời Chúa chúng ta nhận được chính là đời Chúa muốn gửi đến cho từng người và cho gia đình chúng ta. Chúng ta hãy tin tưởng rằng khi sinh đẹp và sống theo lời nhắn nhủ đó, ân phúc Chúa sẽ đổ chan hòa tai lắng trên năm mới của chúng ta. Giờ đây xin mời cộng đoàn chúng ta xuân sáng đang quy lễ các đàn các bài thánh. Nhân thiên cha và con và thánh thần. Amen. Ơn phụ trời chúng con ở nơi dân Chúa. Xin làm các thánh hóa và đổ tràn ơn phúc xuống trên những bậc thánh này. Xin cho đời Chúa chúng con nhận được luôn luôn vang vọng trong tâm trí chúng con, nhắc nhở chúng con luôn trung thành thực thi ý Chúa, ước gì những bậc thánh này trở thành khí cụ đem lại phúc lộc bình an cho chúng con trong năm mới. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Amen. Hội đồng Mục vụ Giáo xứ chúc Tết và tặng quà xuân cho các cha. Tâm hồn và cả thể xác. Amen.